Chúng ta tiếp tục với set đấu thứ 5 của trận công đài thứ nhất, lô đài Mikati kỳ 106 giữa Huỳnh Khắc Phục và Anh Thiết. Không đều. Tỷ số toàn cục đang là 2 đều cho hai bên và hai bên sẽ quyết tâm để cố để thắng set thứ 5 này. Set 5 này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến kết quả cuối cùng. Ai thắng set thứ 5 sẽ có rất là nhiều lợi thế khi đánh set 6. Đổi giao bóng cho Chiết. 2-0. Lại một quả giật dính lưới nữa của Huỳnh Khắc Phục. Đổi giao bóng. 1-3. Phục giao bóng. 1-3. Hay lắm. 3-0. Bốn bàn. Đổi giao bóng. 5-3. Chiết đã để thua liên tục 6 quả, từ dẫn 3-1 dẫn đến bị dẫn ngược lại 7-3. Và 11-3, set thứ 5. Như vậy tỷ số toàn cục tạm thời là 3-2 nghiêng về cho tay vợt ông đài Huỳnh Khắc Phục. Sách đấu rất là kỳ lạ, Hồ Anh Chiết dẫn trước 3-1 và thua ngược lại 11-3.